Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông, xem nhiều kênh giá rẻ nhé. Em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến bà con nha. Hôm nay Trần Anh review mẫu Kia Carens nè. Giảm giá đặc biệt, giảm giá kịch sàn cô chú anh chị nha. Mặc dù cùng đến với chương trình channel bên Trần Anh Ô Tô. Em này sản xuất năm 2016, một mẫu xe gia đình đời cuối 2016 rồi, hết đời cỡ đó luôn nha cô chú chị. 2016 đẹp không? Hai cụm đèn mới nguyên bản nè. Một mẫu xe Kia Carens thương hiệu của Hàn Quốc, đồ đạc dễ thay dễ sửa, hai cụm đèn mới nguyên bản, đèn lớn nha. Đèn lớn cực kỳ luôn, biểu tượng của Kia. Em này máy 2.0. Đâu đó mức độ tiêu hao nhiên liệu cho cô chú anh chị nằm 9 lít quay đầu. Mâm lớn nè cô chú anh chị. Trang bị ABS chống bốc cứng phanh, bốn cái vỏ khá là mới, gầm bề ở trong không có dấu hiệu là mục ngọt. 2016 thì máy bao rim cho cô chú anh chị 48 Đắk Nông 10018. Cảm biến dê nè, cảm biến dê phía sau đầy đủ, nước sơn bên ở ngoài nè cô chú anh chị, khá là đẹp. Sơn rim em này đâu đó phải lên tới gần 70% trên chiếc xe nha, không một vết trời, đẹp không bà con. Mâm là mâm đúc nè, bốn thắng đĩa ABS chống bốc phanh, bốn cái vỏ ống mới như nhau. Nội thất ở trong sạch sẽ, tắp bi cửa nè, khá là đẹp. Hai bên sóng gần chuẩn, chốt 7 màu, nội thất ở trong 7 chỗ nha. Mẫu này bà con mua về chạy gia đình cực kỳ là sướng. Tích hợp là gương chỉnh điện, gương cụp mở đầy đủ các tính năng, keo rin hết toàn bộ, không lỗi nha cô chú chị. Hai bên là mặt tem thông số nguyên bản nguyên rin. Vô lăng mới như thế này nè. Đó, vô lăng nè, khá là mới, rồi số sàn. Số sàn nha cô chú chị. Tắp lô, tắp bi, nội thất đẹp. Đây nè cô chú chị, da nè, da nguyên bản luôn. Máy êm lắm, đi được đúng 127.000 rồi. Lắc nhẹ chìa khóa là nổ máy rồi. Vô lăng nè, trợ lực nè. Em này trang bị một cái màn hình Android, đầy đủ các tính năng rồi. AC kích hoạt nè, cụm điều hòa nè, rất là thoải mái, cho nên đồng hồ báo giờ, tích hợp là cam hành trình, đầy đủ cái tính năng đèn đóm trên trần. Trần em là nguyên bản là trần nỉ mới tinh luôn nha cô chú anh chị nha. Đây bà con, trần của em nó nè, trần là trần nỉ hết toàn bộ, xe chuẩn xác cực kỳ. Là gương cụp mở nè, gương chiếu hậu là rim nguyên bản của nhà sản xuất nha, không có dấu hiệu là thay thế luôn. Chất đóng cửa rất là liền, cặp vỏ đầu mới 100%, mâm đúc là nguyên bản của dòng Kia. Đi đôi xe nó đèn halogen nha. Đây bà con trải nghiệm phần máy cùng với em nè. Là phần máy nè, máy móc là bao cô chú anh chị là rim 100%. Bên Trần Anh cũng đồng thời đưa qua công nghệ xử lý làm đẹp rồi. Em này xài 4 anh xả, 4 cái bếp full. Và đây là ốp chụp nguyên bản là xe không có độ hơi đâu. Cô chú chị. Rồi 26 là đời cuối cùng rồi nha. Đời cao nhất luôn rồi. Ok chưa? Chúng ta sẽ có bô e cảm biến gió, bạn chỉ dẫn cầu trì, phấn son 7 màu bên trụ đẹp như nhau nè. Hai bên là không có đâm pha cũng được. Đi đôi là đèn green và dàn nè. Dàn đây là những đinh bấm nhựa còn nguyên bản như thế này. Rất là chuẩn xác nha cô chú chị. Dầu trợ lực nước chảy nhiệt xanh biếc rồi. Keo nè. Keo rim nguyên bản của nhà sản xuất, không có dấu hiệu là cui ra chỉnh lại mặt nắp cam cò đâu. Anh chị thấy đẹp không? ABS đầy đủ chức năng. Đây là phần nỉ cách nhiệt từ phần khoang máy vào chân phần táp lô. Rin hết, không có dấu hiệu rách rưới nhá. Đẹp như nhau, keo nè, keo rin hết, keo chỉ là cô chú anh chị nè, bao rin cho cô chú anh chị luôn, bao lỗi bao rin, máy êm lắm. Đó là mẫu xe gia đình. Anh chị thấy chuẩn không? Mẫu này đi độ đầm thì cực kỳ là sướng rồi. Gầm cao nữa nha cô chú anh chị nha. Đó, form dáng rất là đẹp. Xe không lỗi luôn. Bốn cánh cửa chủ nhà dán toàn bộ phim cách nhiệt rồi. Mới tinh, phim cách nhiệt chống nắng. Đây cô chú anh chị phần tắp bi kìa. Keo là keo rin hết toàn tầm 100% nha. Hai bên nhìn sống cân cửa nó không có dấu hiệu là móc méo trên chiếc xe đâu. Đó, chất đóng cửa rất là khít luôn.
phía sau là đèn halogen. Đây là cốp sau nè cô chú anh chị. Chúng ta gập ghế xuống, chúng ta sẽ có một băng chứa đồ rất là rộng rãi nha. Đây là phần nỉ no nguyên bản hai bên sống gân, không một tí là mày mờ, xốp theo xe. Ok không ạ? 7 chỗ ngồi là 7 dây đai, bảo hiểm an toàn đầy đủ tính năng cho cô chú anh chị thôi. Mức độ tiêu hao nhiên liệu của em ngoài đô thị 8 lít nè. Trần Anh cứ cho là thoải mái cho bà con cô bác có tải 9 lít đi là ok rồi, là sướng tê tái hết cả cuộc đời rồi. Đường không đi chắc chắn con đường sẽ đầy cỏ dại, mà người không mua xe giao lưu qua lại, chúng ta mãi mãi đành phải xa nhau nha cô chú anh chị nha. Hết sảy cái trận này luôn, quá sức cái trận này. Đây bà con cô bác gặp nè, gặp bè khá là ok, em chỉ gặp đẹp không đó. Gặp nè, bù mới tin nha, 2016 mà 2016 thì đừng hỏi máy móc, máy móc là bên trường anh bao riêng cho cô chú anh chị từ những con tán được chưa. Thôi em kết thúc channel tại nơi này thôi, em see you and goodbye nhé.